có phải cái nguy cơ truyền máu song thai rất cao không ạ? Và phát hiện sớm bằng cách nào có thể điều trị được không? Sẽ các cái bước mà thực hiện để đăng ký quản lý thai nghén, để lo lắng cái vấn đề truyền máu song thai đó tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là như thế nào ạ? Vâng, rất là mong bác sĩ Sim chia sẻ ạ. Các bạn đừng vội lo, bởi vì là song thai có tới 70% là hai bánh rau, có chỉ có 30% là chung bánh rau thôi. Trong số những các bạn mà chung bánh rau đó thì không phải là tỷ lệ cao mắc hội chứng truyền máu. Thưa các bạn cứ yên tâm quản lý thai một cách rất là đều đặn và rất là yên tâm, để mà từng tuần mình có thể phát hiện nguy cơ thôi. Chỉ có 15-20% trong số mà có chung một bánh rau đó có thể có những cái sự nối thâm cầu máu, cầu nối mạch máu, có thể có sự truyền máu gây ra cái hội chứng truyền máu, hoặc là gây ra cái thiếu máu đa hồng cầu, hoặc là những cái bệnh lý về sự tăng trưởng không cân bằng thôi. Thì những cái nhóm đấy chúng ta cũng sẽ phát hiện rất dễ dàng, chỉ có phương pháp một cách rất là đơn giản, đấy là siêu âm. Ngoài cái việc khám thai đánh giá tình trạng sức khỏe của mẹ thì cái việc siêu âm của các bạn nó có thể khẳng định được, chuẩn đoán được cái tình trạng là thai đang như thế nào, thai tăng trưởng tốt hay không, thai đang có hội chứng truyền máu hay đang có thiếu máu hay không. Thì tất cả các vấn đề đấy bác sĩ siêu âm đều có thể giải quyết được với những nơi mà có chuyên môn cao, với những nơi mà có thiết bị máy móc hiện đại để có thể làm cho các bạn đầy đủ các thông số của một cái quá trình thăm khám. Và khi mà các bạn muốn thăm khám thì dễ thôi, với trung tâm can thiệp bào thai thì từ nước ngoài vẫn có thể về. Như bạn Thủy Nguyên vừa chia sẻ là bạn bay thẳng từ Iceland về đến trung tâm can thiệp bào thai để khám, chưa cần về qua nhà. Và sau khi được các bác sĩ tiếp nhận và thăm khám rồi lên kế hoạch chẩn đoán cũng như điều trị thì bạn ấy rất là yên tâm, bởi vì đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói chung, của can thiệp bào thai nói riêng, đã chăm sóc bạn từ A đến Z, từ đến lúc bạn ấy có mặt tại Việt Nam đến lúc bạn ấy được bay trở lại Iceland để dự thai. Thì các bạn mà trong nước thì cũng không khó khăn gì trong cái việc mà thăm khám, vì trung tâm làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Và trung tâm có website cũng như hotline để cho các bạn có thể liên hệ trước, hoặc là các bạn cũng có thể gọi điện trực tiếp cho tiến sĩ Sim là tôi đây. Tôi cũng sẽ hỗ trợ các bạn nếu trong trường hợp mà các bạn xa xôi quá, cũng sẽ hướng dẫn trước để cho các bạn có những cái chuẩn bị một cách đầy đủ nhất khi các bạn tới đây. Bởi vì cũng thú thực với các bạn là trung tâm can thiệp bào thai của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng là trung tâm duy nhất cũng như là chuyên biệt nhất về song thai ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay. Và cũng đã có rất nhiều bệnh nhân từ miền Nam, miền Bắc, miền Trung cũng đã tới đây. Có những người mà đi bằng máy bay, có những người phải đi bằng xe cứu thương, có những người phải đi bằng xe máy, rồi xe taxi, cũng rất là vất vả. Nhưng mà mọi người đến đây thì rất là được tiếp cận rất là dễ dàng, được chăm sóc rất là chu đáo. Cho nên mọi người cứ yên tâm, khi mà có nhu cầu được khám, được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia của can thiệp bào thai, chúng tôi rất là sẵn sàng, sẵn lòng để phục vụ các bạn. Dạ.